Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao đi tìm giá trị nhỏ nhất của B. Bây giờ chúng ta có phương trình này. Thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Ta có ln a trừ ln b. Đó chính là ln của a chia cho b. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi cục này thành cục này. Sau đó chúng ta có x cộng 2y, chúng ta để đây. Và trừ 4 chúng ta tách thành trừ 3 và trừ 1. Như vậy chúng ta đẩy 3xy trừ 3 trừ 1 sang bên đây, cục này sang bên đây. Thì chúng ta thấy 3 với số 3 làm nhân tử chung. Như vậy chúng ta sẽ có xy trừ 1. Còn số 1 này chính là log 3 của 1. Log 3 của 3. Như vậy chúng ta thấy cái này cộng với cái này thì chúng ta có công thức như sau. Như vậy log cộng log thì chúng ta lấy hai cái cục này nhân với nhau. Thì chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ dấu trừ đẩy ngược lại thì chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ chúng ta sẽ xét phương trình t. Bây giờ chúng ta đạo hàm cục này lên. Thì chúng ta sẽ có là cái cục này chúng ta sẽ tách thành lnt chia cho ln số 3. Đạo hàm lnt chúng ta sẽ có là 1 chia cho t. Còn cái kia là số 1. Chúng ta biết điều kiện của log của lnt là từ 0 cho đến cộng vô cực. Như vậy khi chúng ta cho 0 đến cộng vô cực cho cái cục này thì cái hàm này lúc nào cũng là số dương. Như vậy đây là hàm số lúc nào cũng tăng từ 0 cho đến cộng vô cực. Như vậy trong trường hợp này thì cục này bắt buộc phải bằng cục này và cục này cũng bắt buộc phải bằng cục này. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có là 3 1 trừ xy sẽ bằng x cộng 2y. Bây giờ chúng ta sẽ có là 3 trừ 3xy. Như vậy chúng ta đẩy x sang bên đây, số 3 sang bên đây. Như vậy chúng ta sẽ lấy trừ x ra bên ngoài. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Bây giờ chúng ta chia hai vế cho dấu trừ vào 1 cộng 3y. Như vậy chúng ta sẽ có x sẽ thành cục này. Như vậy chúng ta quay ngược lại cục B. Bây giờ chúng ta biến đổi x thành cái cục này. Bây giờ chúng ta đạo hàm B' lên.
thì chúng ta sẽ có như sau. Thì chúng ta sẽ có cục như thế này. Sau đó chúng ta cho B phẩy bằng 0. Thì chúng ta sẽ có cục này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ tính cục này thôi bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ tính ra y sẽ bằng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 11 chia cho 3. Và y số 2 đó chính là trừ 1 trừ cho căn bậc 2 của 11 chia cho 3. Như vậy sau khi chúng ta có y và y, chúng ta thế ngược vào đây. Bây giờ chúng ta có trường hợp thứ nhất. Thì chúng ta thế cục này vào đây. Và chúng ta bấm máy tính. Chúng ta ra trừ 3 cộng với lại 2 căn 11 chia cho 3. Chúng ta làm tương tự cho cục số 2. Thì chúng ta sẽ ra là trừ 3 của 3 cộng 2 của căn 11 chia cho 3. Nhưng nếu chúng ta để cục này vào đây thì chúng ta sẽ thấy x là số âm, y cũng là số âm. Nhưng mà chúng ta quay ngược lại ở đây, nếu như vậy x và y là số âm thì nó sẽ không thỏa mãn cái cục lóc này. Như vậy chúng ta sẽ loại cái cục này đi, nghĩa là chúng ta sẽ không có giá trị này. Như vậy chúng ta chỉ còn một cái giá trị ở đây. Và đáp án chính là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đây là cách giải từng bước một cho cái câu này.